Nhưng mà con ở trong phòng của cô không được tự do nữa hả? Không có ai cấm con. Nhưng mà làm ơn là Phước đừng bao giờ phá anh con hiểu không? Anh con đang học mà. Mẹ không bao giờ mẹ thấy con học hành hết á. Suốt ngày ăn đi chơi thôi à. Cái gì vậy? Ba. Gì con? Chắc mai mốt con tách phòng hai đứa này ra quá. Mẫn, để cho anh học bài coi. Không. Sao không? Thích chứ sao. Giờ xe hư rồi chán quá, thích phá anh chơi vậy. Rảnh quá. Mẫn, giỡn nữa nha. Bài này khó quá chó ơi. Cái thằng này mày cứ giỡn hoài vậy làm sao anh học bài được? Hả? À, mày tin tao mét mẹ không? Anh vợ em á hả? Anh đang vợ em á hả? Anh thử mét em sợ chắc. Mày vô được không hai con? Đó, mẹ ơi. Ôi cục cưng. Sao nói mẹ nghe nè. Có học bài mà Mẫn nó cứ chọc con mày đó. Chưa? Mày thấy không? Không sao, con cứ học bài đi nha. Con học bài đi để mẹ nha, để mẹ. Ừ, học đi con, học đi. Ôi xù, bây giờ đau mà. Biết đau hả? Con làm gì vậy? Con đang tập võ, tập thể thao. Con tập võ, tập thể thao? Con phá anh con như vậy hả? Hả? Chứ giờ con chán quá mẹ, giờ con làm gì vậy? Con buồn đúng không? Đi ra đây. Đi ra đây, vui lắm, nhanh lên. Đau quá mẹ. Đau hả? Đi ra đây, nhanh lên. Giết nó luôn đi mẹ, rồi đẻ đứa khác. Đi đây. Hay quá hả? Học hành cái kiểu gì vậy? Không chịu học thì thôi đi, còn phá anh con nữa là sao hả? Nhưng mà con ở trong phòng của con không được tự do nữa hả? Không có ai cấm con. Nhưng mà làm ơn là Phước đừng bao giờ phá anh con hiểu không? Anh con đang học mà. Mẹ không bao giờ mẹ thấy con học hành hết á. Suốt ngày ăn đi chơi thôi à. Cái gì vậy? Ba. Gì con? Chắc mai mốt con tách phòng hai đứa này ra quá. Thiệt hả cô? Em lên hạng 14 thiệt hả cô? Đúng rồi đó. Em phải học kỳ 1 á là em hạng bét. Nhưng mà bây giờ em lên hạng 14 rồi đó Mẫn. Mẫn à, có phải bình thường là em giả bộ em lười biếng vậy thôi, chứ thực ra em học hành rất là chăm chỉ đúng không? Hả? Đúng vậy, cô hỏi nữa, cô sẽ đưa sổ liên lạc cho em. Em đem về khoe cho gia đình, chắc chắn là gia đình em rất là hạnh phúc luôn á Mẫn. Cô, khoan đã, em nhớ cố gắng học hành chăm chỉ nha. Gia đình của em rất là hãnh diện về em đó Mẫn. Cô, bình tĩnh vô. Hả? Cô làm quá, người ta tưởng là mình đang khiêu vũ á cô. À, xin lỗi. Tại vì cô vui quá, cô không có nghĩ là thành tích của em trở nên như vậy. Thôi được rồi, Mẫn à, em về lớp đi. Dạ. Ừ, cố lên. Ủa? Rồi, cô gọi em có chuyện gì cô? À, cô có chuyện muốn nói với em. Đây nè. Qua mấy chị bộ. Tôi mẹ cũng mới học về. Ừ. Nay sao về sớm vậy con? Hôm nay con không đi đâu chơi mẹ. Con về sớm luôn. Dạ, ngoan quá vậy. Rồi Minh đâu? Nay Minh về trễ hả? Dạ, con không biết anh đi đâu rồi. Mà mẹ ơi, con đói bụng quá, mẹ làm với con ăn được không mẹ? Vậy hả? Ừ, vậy thôi mẹ xuống mẹ chiên thịt cho con nha. Dạ. Sao đi toilet gì mà lâu dữ vậy ta? Chắc là ngủ ở trỏng luôn rồi. Ê, ra kìa. Sao lâu quá vậy thầy Phúc? Ở đâu có gì đâu. Ồ, bộ nhà vệ sinh nóng lắm hả? Sao hai người đổ mồ hôi dữ vậy? Giống như vận động nhiều lắm hay sao? Ở đâu có. Tôi uống ly nước của cô nha.
năm mười, mười lăm hai mươi. Xin lỗi. Anh đi đâu mà về trễ quá vậy? Nãy mẹ kiếm anh á. Hôm nay em trả lời em luôn đúng không? Thôi mà hên cho anh là hôm nay em đang vui em tha á. Ôi vui quá xá bà con ơi. Mẫn ơi, Mẫn ơi Mẫn. Dạ con nghe nè mẹ ơi. Tiền vô. Mẹ gọi con không mẹ? Ừ, mẹ chiên thịt rồi đó, con xuống ăn cơm đi nha. Dạ, cảm ơn mẹ. Ờ mẹ. Hả? À, mẹ nhớ nha mẹ. Nhớ gì con? Gì? Trời đất ơi. Sao vậy mẹ, sao vậy mẹ? Sao vậy được? Cái chuyện gì vậy mẹ? Mẫn! Không, cái này là Mẫn mẹ, Mẫn con là Mẫn. Mày điên hả? Nguyễn Đức Minh đây nè, Mẫn đâu mà Mẫn? Trời ơi, thằng Minh đâu rồi, làm sao như vậy được? Minh ơi! Minh! Minh ơi! Minh, Minh! Minh! Minh, con giải thích cho mẹ coi con. Sao vậy? Chuyện này làm sao? Con không biết. Sao không biết được con? Từ nào giờ con đứng đầu toàn trường không à? Bây giờ tụt xuống hạng 3 rồi. Con cũng đang tự hỏi giống như mẹ vậy á. Trời ơi. Trời ơi tức quá mà, tức quá. Còn cái mà. Gì con? Cái chuyện gì? Ba. Trời cái quỷ này mình sẽ ra coi. Ba ơi, ba, trời gì ơi vậy? Chết rồi ba ơi. Cái gì chết? Ai chết? Tắt tivi. Ba ơi thằng Minh. Minh sao con? Thằng Minh nó tụt xuống hạng 3 rồi ba. Trời đất ơi. Trời ơi mà phải chi nó tụt xuống hạng 3 toàn trường con cũng không nói. Cái này là hạng 3 trong lớp. Trời đất ơi là trời. Thằng Minh hồi xưa giờ có bao giờ là tụt xuống hạng gì đâu. Mà nay luôn xuống hạng 3 luôn. Thì đó. Trời ơi kinh khủng chưa. Nè ba, ba coi nè ba. Đó à, cuốn sổ của nó. Chắc là tại có con su mi gì lãng giảng gì đó. Nó phân tâm nó không học được. Không phải là su mi mà là du mi. Chứ con mắc cười quá. Vui mà. Gọi cho thằng Minh kia nó đem tiền qua đây. Nói chuyện với ai vậy trời? Chờ một chút đi. Không thấy bận. Alo, Du Mi hả? Minh ơi, lát nữa mình đi coi phim nha. Phim quái vật nghe nói hay lắm á. Du Mi ơi, tôi xin lỗi nha. Chắc tôi đi không được quá. À, không phải. Tại vì thời gian qua tôi lơ là việc học á. Cho nên bây giờ tôi muốn tập trung vô học lại mà. Không phải Du Mi. Nói chung là tôi cũng thích đi coi phim nhưng mà... Alo, Du Mi. Alo. Alo, Du Mi hả? Ở mấy số điện thoại của ba gọi hả? Gì nữa vậy ba?